Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTP. Hôm nay kênh sẽ chia sẻ cho quý vị cách làm cá rô kho tộ hay kho tiêu. Đơn giản, dễ làm, mà mùi vị thì rất là thơm ngon, đậm đà quý vị. Màu sắc cũng rất là hấp dẫn luôn. Ăn kèm với rau, dưa là có ngay một cái bữa cơm dân dã đồng quê. Hấp dẫn hả quý vị? Rồi, mời quý vị cùng vào bếp để thực hiện với mình nha. Để làm món này á, thì trước tiên mình có chuẩn bị hai con cá rô đồng nha. Mình đã làm sạch rồi, với khoảng 100g thịt ba chỉ. Đó, mình kho chung cho nó béo, nó ngon. Mình sẽ đem đi sơ chế. Mình là làm sạch rồi, nhưng mà cái thêm một cái công đoạn nữa là mình sẽ rửa sơ qua một cái giấy muối á quý vị. Giấy giấm hoặc là chanh hoặc là rượu cũng được đó, mình cho vô mình rửa sơ qua cái nữa để mình khử đi cái mùi tanh của cá. Rồi, nhất là cái phần bụng cá nè, mình rửa cho nó thiệt là sạch đó. Cái phần đầu cá quý vị nào thích để lại thì để, còn mấy thì mình cắt ra luôn ha. Rồi, rửa với muối với giấm xong rồi, giờ mình sẽ đem đi rửa lại với nước. Đó, cho nó thiệt là sạch. Nó có thể mình để vô cái rổ, đem ra cái vòi nước á, nó mình xả ra cho nó thiệt là sạch luôn ha. Nó sẽ giúp khử bớt cái mùi tanh của cái phần cá với cái phần thịt. Rồi, cái phần cá thì mình để cho nó ráo nước đi, cái phần thịt cũng vậy. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Đó, cái phần thịt ba chỉ mình cắt nhỏ ra vừa ăn vậy đó. Bây giờ mình đem vô cái tô, mình chuẩn bị ướp. Để ướp thì quý vị chuẩn bị cho mình khoảng 4-5 tép tỏi nha. Đó, thì khoảng nửa củ á, mình đập chụp dập nó ra. Rồi sau đó thì cứ băm cho nó nhuyễn, hoặc là để vô cái cối mình giả cho nó nhuyễn, hoặc là xay nhuyễn ra đều được nha. Rồi bây giờ để nó sang bên. Tiếp theo là khoảng 4-5 củ hành tím nhỏ nhỏ này đó. Hành tím này thì HTV thì cũng sẽ đập chụp chụp ra một nửa, còn một nửa thì mình sẽ cắt thành những cái lát mỏng mỏng vậy đó. Cắt lát mỏng mỏng xong mình để riêng ha. Rồi còn cái phần mà đập chụp chụp này nè, mình sẽ băm ra cho nó nhuyễn. Rồi giờ mình thấy nó nhuyễn gì là được rồi đó. Giống như là cái để chung với cái phần tỏi đi. Rồi để qua một bên. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị thêm một trái ớt. Ớt này thì mình cắt vài lát vậy đó, để mình trang trí. Còn một ít còn lại thì mình sẽ băm nha. Giống là nửa trái thì cắt lát, còn nửa trái thì sẽ băm nhuyễn. Rồi, để sang bên. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi ướp thịt với cá nè. Muỗng hạt nêm lưng lưng. Sau đó là khoảng muỗng rưỡi đường. Thì mình ăn ngọt ít hoặc nhiều mình gia giảm đường nha. Rồi, bây giờ là nước mắm. Nước mắm thì mình cho vô đây khoảng 2 muỗng. Sau đó thì cứ cho phần nữa cái phần hành tím với cái phần tỏi vô. Đấy, với trong đó có ớt luôn nha quý vị. Mình cho vô hết rồi mình trộn đều lên. Có thể là mình băm một xíu cái phần gốc hành á, mình cho vô cũng được. Mình ướp luôn, mình có gốc hành á, mình cho vô mình ướp luôn cũng được. Rồi, nhớ là đảo đều. Hẹn lát để tiện cho mình làm á, mình để cái phần thịt kiêng qua bên nha, cái phần thịt ba chỉ. Rồi bây giờ thì sau khi ướp khoảng 20 phút, mình bắt cái nồi lên đó, hay là cái tổ gì đó, mình lên mình cho khoảng 1-2 muỗng dầu vô hoặc là mỡ. Nên cho vô đợi nó nóng nóng lên rồi cho cái phần tỏi với cái phần nếu mà còn hành tím thì mình cho phần hành tím vô luôn đó. Mình xào cho nó thơm thơm lên thì bắt đầu cho thịt vào xào
xào cho nó săn lại. Rồi xong mình bắt đầu, khi mà cái phần thịt này nó săn lại hoặc là để cho nó vàng vàng thêm xíu nữa cũng được, mình bắt đầu cho khoảng 200 ml nước vô. Giờ để lửa lớn lên cho nó sôi lên. Lúc này thì cái phần nước mà sẵn có phần nước vô á, thì mình cho muỗng nước màu vô. Với cái gia vị mình ướp mà cái phần nước á, mình cũng cho vô đây luôn nha. Cái nước ướp cá là mình cho, mình chắc vô đây trước. Rồi cho nó sôi lên thì mình mới vớt bọt kia, mình bỏ. Okay. Thì nước thì có sôi lên rồi, bắt đầu cho cá vô. Cho cá vô thì mình vớt mấy cái gia vị còn lại trong cái tô á, mình chén nước sơ qua một cái. Cái nước kho nè, chén sơ qua một cái mình cho hết vô đây luôn. Thì cứ vậy thì mình sẽ, khi mà nó có bọt nhiều lên á thì mình vớt bọt. Nó kho nó cạn cạn lại thì mình không nên chở cá nha. Lúc đầu thì mình chở, lúc này mình chở thì nhiều khi cá nó nát nó sẽ không ngon. Mình dùng muỗng mình chan chan lên gì nè. Lúc này thì có thể nêm nếm lại một xíu, nó có mặn nhạt gì đó, nêm có thể cho thêm xíu đường, xíu nước mắm vô nữa để cho nó vừa ăn. Xong rồi mới cho hành tím vô. Lúc này là cho hành tím vô xong ha. Nếu mà có ớt á, mình cho một trái mình đập dập dập á, mình cho vô cũng được. Nhớ là lúc này để lửa nhỏ xuống, mình xoa từ từ nha, coi cho nó riu rồi đó, cho gia vị nó thấm đều lên cái phần cá rô kho của mình. Rồi bây giờ mà mình sẽ cho thêm ớt ha. Nó bây giờ cho khoảng 1-2 trái đi. Rồi khi mà thấy được rồi đó quý vị, mình tắt bếp hoặc là hạ lửa thiệt là nhỏ xuống. Mình rắc tiêu lên trên cho nó thơm. Có thể cho thêm xíu xíu nước mắm lên nữa nha. Rồi cho cộng hành. Nếu mình muốn nó nóng lâu á, khi mà ăn thì mình có thể xớt qua cái tổ á, mình xớt qua cái tổ để mình khi mình hâm lại nó giữ được cái độ nóng lâu, nó ngon. Mình cho xíu nước mắm lên lúc này nè. Lúc mình tắt bếp á, nó sẽ giúp cho cái nồi cá kho nó thơm hơn. Rồi giờ mình xớt qua cái tổ nè quý vị. Đem ra ăn thì cho vài cọng ngò lên trên nữa, nhìn cho nó hấp dẫn ha. Rồi một lần nữa thì món ngon mỗi ngày HTB. Chúc quý vị ngon miệng ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTP.